xem sở hữu bảo hiểm miễn phí công ty không lấy tiền. Vâng, mua được cũng hài lòng và không mua được rất là hài lòng luôn. Vâng, bánh rất là ngon. Ai đến đây được mời. Vâng, còn quý vị anh chị các bạn nào chưa có biếu trên tay sở hữu công ty, và một món quà không thể thiếu trước khi chia tay mang về tặng cho người thân gia đình ở nhà cũng được thưởng thức các sản phẩm bánh của mày. Vâng, đặc sản của Tây Thiên là như măng chua rau sáng củ mài bánh su su là bốn đặc sản nổi tiếng mà công ty có lời mời, và cứ xem sở ăn thử làm miễn phí công ty không lấy tiền.